cho một cách tranh tụng công minh á, thì tôi xử họ năm sau xử họ xử tôi được. Vâng. Bởi vì tôi có làm gì đâu. Ngay giờ ví dụ tôi để cho tí câu chuyện trong nước tôi nói sau, tôi nói về cái chuyện điều 258 trước đã. Ví dụ như tôi trường hợp của tôi người ta quy là xâm phạm đến lợi ích nhà nước và xâm hại đến lợi và quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân pháp khác. Ví dụ Vietnam has been very aggressive in trying to chase dissidents like this person when they leave the country. It's one of the few countries that we know of that tries to pursue their people and drag them back. And our concern is that this person has been taken by the Vietnamese. We have seen this kind of activity before in Bangkok. And the question is, where is he now? And is he safe? Is he alive? You know, what happened to him?